Thưa quý vị, thưa các bạn, với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi đối với nhiều loại cây dược liệu giá trị cao, Tây Bắc rất có tiềm năng để trở thành một trong những vùng dược liệu lớn của cả nước. Hiện nay đã có nhiều hộ, hợp tác xã đang ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nấm đông trùng hạ thảo theo hình thức bán tự nhiên để nâng cao giá trị sản phẩm. Đây cũng là một trong những hướng đi mới giúp bà con nơi đây thoát nghèo bền vững. Với niềm đam mê tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, đã giúp chị Phạm Thị Thư ở tổ dân phố số 5, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, thành công với mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chị đã đầu tư máy móc công nghệ để phục vụ sản xuất và chế biến sau thu hoạch, mang lại hiệu quả tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Hiện cơ sở đã sản xuất ra dòng đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi, nhộng đông trùng hạ thảo khô và sản phẩm hoa thảo khô thuần chay. Các sản phẩm đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Lai Châu, được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Cùng với việc xây dựng sản phẩm OCOP, thì việc nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm tạo thương hiệu, uy tín và chỗ đứng trên thị trường luôn được chị Thư quan tâm. Qua cái quá trình mà từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, thì chúng tôi cũng kết hợp cũng rất là nhiều phương án để làm sao để thúc đẩy phát triển được cái mặt hàng của mình có giá trị trên thị trường, và cũng định hướng là đi xúc tiến thương mại ở các tỉnh từ miền trong đến ra đến miền Bắc, và thậm chí thì còn đi sang cả bên Lào hoặc Trung Quốc. Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã tuyên truyền giúp các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp định hướng phát triển sản phẩm, hỗ trợ về xây dựng hồ sơ, cung cấp các thông tin thông qua các chính sách hỗ trợ. Nhờ vậy, các sản phẩm đông trùng hạ thảo ở Lai Châu được đánh giá cao, không chỉ thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường nước ngoài. Với cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng như của ở Lai Châu thì rất phù hợp để phát triển dược liệu quý, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Và hiện nay thì cũng đã có một số những cái thương hiệu đông trùng hạ thảo của Lai Châu rất là nổi tiếng và được cái chất lượng sản phẩm được đánh giá rất là cao. Và cũng như những cái mặt hàng đặc trưng đặc sản khác của địa phương thì mặt hàng đông trùng hạ thảo thì luôn luôn là một cái sản phẩm mà được đơn vị chúng tôi đưa tham gia vào những cái sự kiện quảng bá xúc tiến thương mại, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, thời gian gần đây một số doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã nghiên cứu, nuôi trồng thành công và nhân rộng các mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo làm dược liệu, mang lại hiệu quả kinh tế hàng tỷ đồng một năm. Hầu hết các cơ sở đều được chuyển giao công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, bảo đảm quy trình để tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường. Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái mô hình mà tuy hiện nay thì mới dừng ở mức quy mô hộ và cái quy mô còn nhỏ, nhưng mà đã tạo ra được một cái sản phẩm, và cũng có thể là hàng sản phẩm này thì đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho văn bằng bảo hộ. Và như vậy thì cái sản phẩm này đã có thể là khẳng định được về cái giá trị của cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì cũng sẽ gắn với những cái sản phẩm đặc sản của nông nghiệp Mộc Châu. Những năm gần đây, Điện Biên ngày càng xuất hiện nhiều hộ gia đình đầu tư kỹ thuật, máy móc, nguyên vật liệu, làm phòng thí nghiệm để nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo. Quy trình sản xuất đông trùng hạ thảo yêu cầu rất nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ tiên tiến, được nuôi dưỡng trong môi trường có các yếu tố không khí, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, được lập trình điều khiển hoàn toàn tự động. Điều này đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở địa phương. Thế là tôi nuôi trồng ở đây thì tôi thấy là rất phù hợp với cái điều kiện nuôi trồng ở đây. Cây lấm cho ra rất đẹp và lên rất tốt. Việc nuôi trồng sản xuất đông trùng hạ thảo tại ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La là một bước tiến đánh dấu về mặt khoa học kỹ thuật. Các mô hình này cũng được xem là một trong những mô hình phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị hiện nay, giúp nhiều hộ dân có thêm sự lựa chọn trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế, có thêm cơ hội quảng bá xây dựng thương hiệu dược liệu vùng Tây Bắc.